Ồ, Duyên bảo, sao giận vậy con? Hả? Nói mẹ nghe coi, làm sao giận? Hả? Cho ai? Ai giận vậy con? Hả? Ai giận vậy? Duyên bảo giận, sao mà giận vậy con? Ồ, trời, sao? Hả? Duyên bảo, làm sao mà giận vậy con? Hả? Sao mà không nói gì thế? Hả? Nhắn mẹ coi. Xúc xích à? Duyên bảo muốn ăn xúc xích à? Ôi mập như thế rồi mà còn ăn xúc xích nữa. Con mập như thế rồi còn ăn nữa. Ăn nữa là béo là không lấy vợ đâu. Không ăn nữa được không con? Không được à? Thế ăn ít thôi nhá. Duyên bảo. Cho